bón, hỗ trợ cây trồng là một phần quan trọng trong nông nghiệp, giúp cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây, cải thiện khả năng sinh trưởng và năng suất. Hãy dùng ngay phân bón AA Mãnh Hổ với thành phần đó chính là trung vi lượng cần thiết cho cây trồng phát triển mạnh mẽ. Phân bón còn cung cấp đầy đủ đạm và kali, giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, cải thiện được chất lượng của nông sản, giúp cây của chúng ta đứng vững và chịu đựng tốt hơn trước các điều kiện ngoại cảnh như mưa dông, hỗ trợ tăng tỷ lệ đậu quả, giúp giảm thiểu các tình trạng như ruột trái non, cải thiện màu sắc hoa trái, mang lại giá trị thẩm mỹ cao hơn cho sản phẩm. Đối với cây ăn trái, ta pha 100-200g cho bình 20 lít nước, tưới 2 bình cho 1.000m². Bà con nào muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400038 hoặc truy cập vào website kỹsưhuy.vn để biết thêm thông tin.